Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV và tôi là Quốc Dũng, người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi CEO, mỗi vị doanh nhân khi đến với chương trình của chúng tôi đều đem đến những câu chuyện rất thú vị, những chia sẻ mà có lẽ quý vị chỉ được lắng nghe khi theo dõi 30 phút của chương trình. Vậy câu chuyện ngày hôm nay sẽ là gì? Bài học kinh nghiệm nào anh sẽ chia sẻ dành cho tất cả quý vị khán giả? Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Sinh năm 1979, từng là một giảng viên đại học danh tiếng ở Hà Nội, từng trải qua nhiều công việc với nhiều vị trí cấp cao như giám đốc nhân sự, rồi giám đốc khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Maritime, giám đốc tái cấu trúc ngân hàng Việt Á, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thương mại AIDA Việt Nam, phó tổng giám đốc tập đoàn Tasco, và đến nay là sáng lập viên, chủ tịch hội đồng quản trị Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman. Cho dù ở công việc nào, môi trường nào và vị trí nào, anh cũng luôn thể hiện được quyết tâm vươn lên, tự hoàn thiện bản thân, cống hiến cho công việc, cho cộng đồng và cho xã hội. Có lẽ chính vì muốn giá trị được lan tỏa rộng hơn, sau tất cả, anh, một tiến sĩ luật kinh tế Đại học Tổng hợp Poitiers của Pháp, đã lựa chọn trở thành một giảng viên cao cấp, một chuyên gia tư vấn cao cấp và một diễn giả độc lập. Bởi anh mong muốn giúp mọi người làm các công việc bình thường một cách đột phá, hơn là cố gắng làm những công việc đột phá một cách bình thường. Anh là Hoàng Trung Dũng, một CEO với khát vọng chinh phục những điều mới. Thưa quý vị, ngồi bên cạnh tôi lúc này là chuyên gia, diễn giả, giảng viên, CEO Hoàng Trung Dũng, chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham dự chương trình Diễn đàn CEO ngày hôm nay. Vâng, xin chào cô Dũng, xin chào quý vị khán giả. Thưa anh, có lẽ là qua đoạn phóng sự vừa rồi, quý vị khán giả đã phần nào hình dung ra được anh là một người như thế nào. Tuy nhiên, để bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi như thế này. Anh là một chuyên gia, là một diễn giả, là một giảng viên, cũng là một CEO. Vậy cụ thể anh là ai? Hay nói cách khác là anh muốn mọi người gọi mình là gì? Vâng, thì thực ra thì hiện nay thì tôi dành rất nhiều thời gian để đi giảng dạy cũng như là đi tư vấn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên tôi vẫn muốn khán giả nhớ tới tôi cũng như mọi người nhớ đến tôi như vai trò là một CEO của một doanh nghiệp, đồng thời cũng là một doanh nhân hơn là một tư vấn và một giảng viên. Dù đứng trên bất kỳ một cương vị nào để đến được với sự thành công, theo tôi đó là sự nỗ lực, quyết tâm, khát khao. Đôi khi nó là những trải nghiệm và sự vấp ngã. Vậy đối với anh, con đường đến với sự thành công nó trải qua như thế nào? Thực ra thì cái con đường đến thành công của bất kỳ ai đều rất là chông gai. Riêng đối với cá nhân tôi thì thực ra con đường thành công còn đến rất là muộn và thực ra còn rất nhiều khó khăn. Bởi vì tôi bắt đầu kinh doanh rất là muộn, 30 tuổi tôi bắt đầu làm kinh doanh. Trước đó thì tôi là một giảng viên trong trường đại học Đạo Ngoại Thương. Và sau đó thì do nhiều cái lý do thì tôi quyết tâm ra ngoài làm kinh doanh khi tôi đã tròn 30 tuổi. Và khi làm kinh doanh thì lại đi qua rất nhiều các đơn vị khác nhau, các tổng công ty, các tập đoàn, có cả mô hình nhà nước, có cả mô hình tư nhân. Và đặc biệt là sau khi tôi rời bỏ các cái mô hình này dưới góc độ là một nhân viên làm thuê để chuyển ra làm chủ của Học viện Kingsman thì tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Và để có thành công ngày hôm nay thì có thể nói là có vô vàn nhiều khó khăn mà tôi có thể chia sẻ cùng với Quốc Dũng cùng với các quý vị khán giả. Trước đó anh đã là một giảng viên, chắc chắn là ở cái môi trường đó thì anh có rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Lý do vì sao mà anh từ bỏ vị trí là một giảng viên để trở ra kinh doanh theo cái lĩnh vực riêng của mình ạ? Thực ra thì ngay sau khi ra trường tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương thì tôi đã có ý định làm giảng viên. Bởi vì tôi nghĩ rằng là giảng viên là con đường ngắn nhất để có thể chia sẻ rất nhiều các kiến thức và kinh nghiệm của mình cho các bạn sinh viên và những người đi sau. Tuy nhiên thì trong môi trường đại học thì thực ra tôi thấy rằng là tôi thiếu rất nhiều các kiến thức thực tiễn. Và đặc biệt rằng cũng phải nói rất thật lòng là cái kinh phí, cái chi phí của cuộc sống rất là cao. Tuy nhiên thì đồng lương của trong trường đại học thì tương đối là thấp. Vì vậy là một lần tôi gặp một người bạn thì người bạn có một câu mà tôi nhớ mãi tận bây giờ. Đó là cậu đừng nói rằng cậu học giỏi. Bởi vì nếu học giỏi mà cậu không thể kiếm được tiền nuôi sống tốt bản thân và gia đình cũng như làm cho những người xung quanh cậu trở nên giàu có hơn thì thật sự đấy cũng là chưa giỏi. Vì vậy là tôi đã quyết tâm là nghỉ tại trường đại học Ngoại Thương để tìm kiếm một chân trời mới và cơ hội mới cho riêng mình. Vậy thì trước quyết định đó của anh thì mọi người trong gia đình có ủng hộ anh hay không ạ? Đương nhiên là mọi người trong gia đình phản đối tôi rất là nhiều. Ngay cả bạn bè và những người rất hiểu tôi thì cũng phản đối tôi. Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng đấy là một môi trường nhà nước rất ổn định và trường đại học Ngoại Thương cũng là một nơi mà rất nhiều người muốn vào làm việc.
cũng như gắn bó với nơi này. Vậy mà mình lại ra đi trong cái bối cảnh mà thực sự mình cũng chưa xác định rõ mình sẽ làm cái gì. Vì vậy là quyết định này vấp phải rất nhiều sự phản đối. Vậy thì những cái bước đi tiếp theo của anh thể hiện như thế nào để thể hiện được cái sự quyết tâm của mình? Thì ngay sau khi rời bỏ trường đại học ngoại thương thì tôi có về quê để nghỉ ngơi và thư giãn một thời gian, đặc biệt cũng là để làm dịu đi cái sự phản đối của bố mẹ và gia đình. Và sau đó thì tôi quay lên Hà Nội và bắt đầu gửi đơn đi tìm việc. Vì tôi tự tin rằng không lý do gì và muốn một người có học vị tiến sĩ cũng như là cũng có một cái khao khát làm việc, cũng như là làm việc chăm chỉ mà không thể tìm kiếm một cơ hội cho riêng mình. Vì vậy mà tôi đã gửi hồ sơ đến tất cả những đơn vị nào mà có quyền tuyển, đăng tuyển ở trên báo. Và tôi nhớ không nhầm là tôi đã gửi tận 20 hồ sơ. Có cả các đơn vị về bất động sản cũng gọi tôi, có đơn vị về bảo hiểm cũng gọi tôi, có đơn vị về pháp lý, rồi là kinh doanh, rồi thậm chí kể cả là nhân viên văn thư, rồi là bán hàng, giao hàng cũng đã liên lạc với mình. Tuy nhiên thì sau khi tìm đến cả ngân hàng Hàng Hải thì tôi thấy rằng thật sự nơi này là cái ông chủ cũng thật sự đang trong một quá trình đổi mới và tìm kiếm một cái đội ngũ nhân sự mà sẵn sàng cùng ông để mà chia sẻ cái khó khăn của công ty. Vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm đến nhau và tôi tìm đến ngân hàng Hàng Hải. Vậy thì khi mà đảm nhận một công việc mà mình không hẳn là đã được đào tạo về cái lĩnh vực đó thì làm như thế nào để anh có thể hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ cũng như là đạt được kết quả cao trong cái môi trường vậy ạ? Thành công của một con người bao giờ đến không dễ dàng gì. Và nếu như bạn làm công việc đó một thời gian mà bạn làm cách hời hợt, bạn làm cách qua loa đại khái và thậm chí là làm cách vô trách nhiệm thì không bao giờ thành công tìm đến bạn. Vì vậy mặc dù tôi có một cái bất lợi đó là kiến thức không có và thời gian gắn bó với ngành nghề mới rất là ít, tuy nhiên tôi luôn làm cố gắng hết sức mình, luôn luôn có một cái sự tận tâm và nhiều hôm là có thể nói là gặp một cái thuật ngữ mình không hiểu thôi, mình phải dành cả đêm rất là mất ngủ để mà có thể tìm hiểu về cái thuật ngữ đó. Và khi mình đã làm cố gắng hết sức như vậy thì tự nhiên các sự may mắn cũng như sự hỗ trợ mọi người sẽ tìm đến với mình. Và lời khuyên của tôi đó là tôi rất thích cái từ là các cái vị tỷ phú hay dạy nhân viên của mình, đó là chúng ta làm việc gì cũng cần phải focus. Focus tức là rất tập trung, là follow one course until successful, tức là làm thế nào để mà có thể đến tận cái thành công. Còn khi mình đã cố gắng rồi mà không thành công thì có lẽ rằng mình đã chưa thật sự may mắn. Có lẽ rằng tôi là một trong những người có một quãng thời gian gắn bó ngân hàng không lâu nhưng mà gặt hái được tương đối nhiều thành công. Chỉ trong khoảng thời gian làm việc là 5 năm tại ngân hàng Metrobank, tôi đã được trải qua tổng cộng là 11 vị trí khác nhau, trong đó là có 9 vị trí là quản lý. Và thậm chí là tôi thăng tiến nhanh đến mức độ mà mọi người không hiểu vì sao tôi thăng tiến nhanh như vậy. Thậm chí có người còn nói rằng hình như tôi là con nuôi của chủ tịch hội đồng quản trị. Trong đó thì anh chủ tịch hội đồng quản trị thì hơn tôi có 10 tuổi. Tôi phải chứng minh với mọi người rằng thật sự anh ấy chưa nuôi tôi ngày nào cả, vì vậy không thể gọi là con nuôi hoặc là em nuôi, mà tất cả chỉ là sự cố gắng cũng như sự giúp đỡ của mọi người mà thôi. Đang đảm nhận một vị trí tốt như vậy, một công việc tốt như vậy, lý do vì sao anh lại từ bỏ công việc này và gắn kết anh với Kingsman như bây giờ? Có lẽ là tôi xin phép được quay trở về thời kỳ tôi làm tại ngân hàng Hàng Hải một chút. Mặc dù tôi được trải qua cả là khách hàng doanh nghiệp, cả là kinh doanh khách hàng cá nhân và đi qua rất nhiều đơn vị khác nhau, nhưng mà bởi vì chính tôi là không hiểu rõ lắm về mặt chuyên môn, vì vậy tôi luôn cố gắng bù đắp lại. Và như vậy là tôi luôn luôn rất quan tâm đội ngũ nhân viên của mình. Và tôi nghĩ rằng nếu họ giỏi chuyên môn hơn tôi và họ gắn bó, họ muốn làm việc cống hiến nỗ lực hơn tôi thì tôi tin rằng tôi sẽ thành công với vai trò tôi là người quản lý. Vì vậy là tôi dần dần tôi đã chiếm được cảm tình của đội ngũ cán bộ nhân viên. Và cuối cùng thì những ngày cuối cùng trước khi rời ngân hàng Hàng Hải, tôi được bổ nhiệm làm vị trí là giám đốc nhân sự nơi đây. Và khi làm giám đốc nhân sự nơi đây thì tôi thấy rằng thật sự là mình học được rất nhiều về góc độ quản lý, về góc độ quản trị. Và tôi cũng muốn rằng là mình có thể đem cái kiến thức đó để chia sẻ cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam hơn. Những doanh nghiệp mà người ta quá coi trọng về vấn đề chuyên môn cũng như là quá coi trọng về vai trò của ông chủ mà quên mất vai trò của nhân sự cũng như là cái sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên của mình. Vì vậy mà chúng tôi mới có những quyết định là tạm thời chia tay nhau. Tôi dùng từ tạm thời vì tôi hy vọng một ngày đó tôi vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng Hàng Hải, cái nơi mà đầu tiên tôi đã gắn bó và đem lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Không phải ngẫu nhiên mà những công ty, những tập đoàn lớn lại trở thành khách hàng của anh. Những cái tên như Panasonic, Samsung, Viettel, FPT, Mobile Phone, Habeco, Canon, Yamaha, BMW hay Maritime Bank, VP Bank, Sacombank, Vietinbank, SCIC, v.v. lại là những khách hàng, nhưng cũng chính là những bằng chứng cho sự uy tín và nỗ lực truyền đạt và mang lại giá trị cho cộng đồng của anh Hoàng Trung Dũng. Nền tảng kiến thức vững chắc, cộng với những kinh nghiệm thực tiễn đã trải qua, đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị, chiến lược và nhân sự. Hơn ai hết, anh Dũng và các cộng sự hiểu các tổ chức cần gì để có thể đẩy nhanh và giữ vững tốc độ phát triển trong một thế giới đầy cạnh tranh nhưng không thiếu cơ hội.
Anh chia sẻ rằng anh khát khao trở thành điểm đến tin cậy của các nhà lãnh đạo, của các nhà quản lý, các chuyên gia chiến lược và nhân sự hàng đầu. Họ không chỉ đến để nghiên cứu, học tập, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Họ còn đến để trải nghiệm một môi trường làm việc hiện đại, năng động và thân thiện. Và đó cũng chính là nhiệt huyết anh truyền lại cho các cộng sự của mình. Nói về con người thì thầy Dũng là một người vô cùng hào sảng và kỷ luật. Thầy luôn luôn nỗ lực cống hiến và làm có cái mong muốn phát triển cái cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp startup cũng như là những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt. Bên cạnh những cái tinh thần yêu nghề và trách nhiệm với công việc thì thầy có cái sự dẫn dắt nhân viên, toàn bộ hệ thống nhân viên có chương trình đào tạo. Trong quá trình làm việc thì tôi cảm thấy anh Dũng là một người làm việc vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Anh là người biết quan tâm tới nhân viên và rất biết cách tạo động lực cho nhân viên. Qua thời gian công tác thì thực sự tôi đánh giá rất là cao anh Dũng. Thứ nhất là về chuyên môn cũng như là tố chất về con người cũng như là về các năng lực của anh Dũng. Thì trước hết thì thực ra điểm đầu tiên mà tôi đánh giá anh Dũng ở một cái điểm rất là mạnh, đó là anh Dũng là một người rất là nhiệt huyết. Và tôi nghĩ là đây là một cái gọi là cái tố chất mà quan trọng nhất của một người đào tạo. Tại vì là bây giờ thì chúng ta có thể, bạn có thể nhận thấy là chúng ta đào tạo cho doanh nghiệp rất là nhiều. Và những cái kiến thức mà của các học viên thì cũng có thể nói là rất là nhiều. Từ những lãnh đạo cho đến những chuyên viên thì tôi nhận thấy là năng lực của họ rất là nhiều. Tuy nhiên thì một người thầy đứng trên cương vị một người thầy mà muốn đào tạo cho một đội ngũ học viên như vậy thì tôi nghĩ là cái tố chất về truyền lửa, về tố chất về truyền cảm hứng là rất là cực kỳ quan trọng. Và điều này là tôi thực sự đánh giá cao anh Dũng. Bận rộn với những lịch đào tạo và giảng dạy kín mít, đi đi về về như con thoi giữa các miền của Tổ quốc, và cả những chuyến đi mang kiến thức, mang chương trình học ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam, anh Hoàng Trung Dũng đang chứng tỏ một nhiệt huyết, một quyết tâm và một đam mê không giới hạn dành cho công việc của mình, chỉ với một mong muốn được giúp mình và giúp mọi người làm những công việc bình thường một cách đột phá. Cùng quay trở lại với buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với vị CEO Hoàng Trung Dũng. Thưa anh, vậy thì khi mà mình bắt đầu phát triển với mô hình Kingsman thì anh phát triển nó như thế nào ạ? Thực ra thì giai đoạn đầu của Kingsman tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì thực ra mặc dù đã từng có thời gian làm giảng viên chuyên nghiệp tại trường Đại học Ngoại thương, tuy nhiên với vai trò là điều hành một cái doanh nghiệp về giáo dục thì hoàn toàn không đơn giản và tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vì vậy mà khi vừa lập công ty thì như Dũng đã biết là tôi cũng không có nhiều về vốn, tôi cũng chưa có nhiều đội ngũ nhân viên giỏi và bản thân cá nhân tôi là khách hàng, tôi hoàn toàn cũng đi lên từng con số không. Và thậm chí ngay cả cái địa điểm để đặt trụ sở ở đâu để cho thuận lợi trong quá trình làm việc, trong quá trình đào tạo, đối với tôi cũng là cả một vấn đề. Vì vậy có thể nói là trong quá trình thành lập Học viện Chiến lược Nhân sự Kingsman là cả một khoảng thời gian rất khó khăn đối với cá nhân tôi. Làm như thế nào để anh có thể khắc phục được những cái khó khăn đó? Thì đầu tiên là cái quan trọng nhất là cần tìm được một cái địa điểm để làm trụ sở cũng như là nơi đào tạo. Thế tôi đã đi tìm rất nhiều các cái building, tôi tìm rất nhiều các địa điểm. Nhưng một địa điểm tốt thì có thể nó lại là quá xa trung tâm. Cái điểm thứ hai thì nó có thể gần trung tâm nhưng lại giá thuê quá đắt. Hoặc là những cái chỗ đấy nó không phù hợp cho môi trường đào tạo. Ví dụ đấy là một cái building mà công sở ta đi ra đi vào và học viên người ta không thể gửi được xe để đào tạo. Vì vậy là tôi đã mất rất nhiều thời gian lăn lộn từ chỗ này sang chỗ khác. Và cũng như tôi đã nói là khi bạn thật sự là làm việc hết mình thì các cơ may sẽ đến. Và thế là trong một những cái nhân viên cũ của tôi và một trong những học trò cũ của tôi đã giới thiệu cho tôi cái địa điểm rất là tuyệt vời. Hiện nay chúng tôi đang đặt trụ sở, nơi đó chính là một cái trường đào tạo rất là nổi tiếng của Hà Nội. Ở đó người ta có đầy đủ phòng học, ở đây người ta cũng có tất cả các cái điều kiện và cơ sở vật chất khác. Và cái vị hiệu trưởng của trường đó cũng rất là quan tâm hoạt động đào tạo cho người lớn, đào tạo kỹ năng mềm. Vì vậy khi tôi vào đặt vấn đề là lập tức là họ ủng hộ luôn, cho tôi thuê với cái giá nó cũng rất là phải. Và đặc biệt rằng là chúng tôi được tận dụng tất cả các cơ sở vật chất khang trang của nhà trường. Và hiện nay thì đây cũng là một trong địa điểm mà khi mà người học đến nơi, đến học thì đều đánh giá rất cao về tính thuận tiện cũng như là cái địa điểm rất tuyệt vời của nó. Không chỉ về cơ sở vật chất đâu ạ. Ở giai đoạn đầu, mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp thì thường đối diện với rất nhiều bài toán khó khăn. Đối với vấn đề tài chính thì doanh nghiệp mình đối mặt với có nhiều khó khăn hay không? Thực ra vấn đề tài chính đối với công ty đào tạo là rất là quan trọng. Bởi vì là cái đào tạo nó có đặc thù là khi mà bạn phải đào tạo xong thì bạn mới có thể thu được tiền.
Và thậm chí nếu bạn làm tư vấn thì có khi một chương trình tư vấn dài cả năm trời bạn cũng có thể thu được tiền. Và khi nếu mà kết quả chưa được nghiệm thu thì có thể rằng tất cả công sức của đội ngũ chuyên gia cũng như các tư vấn viên là gần như là ra sông ra biển. Và vì vậy là có giai đoạn đầu ấy, thì bản thân là mình là một doanh nghiệp vừa mới ra đời. Vì vậy khi mà ký kết hợp đồng đối tác thì người ta đã thường đều đưa một cái điều khoản, đó là phải đến cuối của cái hợp đồng tư vấn nếu mà thành công thì họ mới thanh toán chi phí, trong đó chi phí về văn phòng, chi phí về điện nước, chi phí về nhân công, chi phí về trả giảng viên, tư vấn viên là chúng ta vẫn phải tiến hành trả đều đặn. Vì vậy giai đoạn đầu là gần như là chúng tôi cũng phải là tiết kiệm từng đồng tiền một. Vậy thì giải pháp anh sẽ đưa ra như thế nào ở những cái thời điểm đầu để mình vừa có chi phí mà mình vừa có được cái chất lượng tốt nhất? Nếu mà mình không nhận được kinh phí đấy là khó khăn với mình. Nhưng mà bản thân đối với một doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì tôi cũng thấy rằng là họ chưa kinh nghiệm làm tư vấn. Bởi vì nếu mà làm cái gói tư vấn quá dài thì thật sự rất khó để có thể đóng gói tư vấn này lại được. Vì vậy tôi đã tư vấn cho khách hàng là chúng ta có thể chia cái gói tư vấn lớn thành nhiều gói tư vấn nhỏ khác nhau, và chúng ta sẽ làm ra kiểu là cuốn chiếu và chấm dứt cái gói nhỏ, thì chúng ta tiếp tục ngồi họp bàn lại xem chúng ta có tiếp tục làm cái gói lớn hay không. Và khi làm như vậy thì có thể là nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì là cái gói này nó mà thành công rồi thì có thể cái gói tiếp theo nó cần có những sự điều chỉnh nhất định, chứ không nên làm ký ngay từ đầu một gói lớn. Và về phía cá nhân tôi và cũng như học viện của tôi thì chúng tôi có thể thu được một số cái chi phí ngay từ ban đầu, cũng coi là cái tạm ứng khách hàng để dành cho cái hoạt động tư vấn tiếp theo. Thì như vậy là sau một thời gian thì khách hàng người ta cũng cảm thấy hài lòng, người ta cũng nhìn thấy cái kết quả ngay trong quá trình tư vấn và cái kết quả của chương trình đào tạo. Còn chúng tôi cũng có được cái kinh phí để tiếp tục hoạt động và đề xuất những chương trình đào tạo và tư vấn phù hợp hơn với khách hàng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, giai đoạn đầu khởi nghiệp họ thường nói là họ thiếu vốn này, thiếu cơ sở vật chất này, thiếu mặt bằng. Đối với lĩnh vực của anh thì giai đoạn đầu thì anh cảm thấy anh thiếu cái gì và anh có được cái sự khác biệt và có được cái gì ạ? Thực ra vốn đối với tôi chưa phải là vấn đề thiếu thốn lớn nhất và khó khăn lớn nhất. Mà giai đoạn đầu thật sự tôi thiếu rất nhiều những nhân viên tốt có thể đồng hành cùng với tôi. Bởi vì lĩnh vực đào tạo thì khi nói sơ bộ thì ai cũng nói rằng rất là thích. Nhưng mà thực tế là khi đi vào công việc gặp rất nhiều khó khăn thì thường là họ lại tìm đến những cái lĩnh vực khác mà có thể là họ kiếm được nhiều tiền hơn, họ thấy được cái tương lai nó rõ rệt hơn và đặc biệt rằng là họ không gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực đào tạo. Cái thiếu thứ hai nữa là tôi thiếu rất nhiều các cái chuyên gia, những cái giảng viên. Bởi vì thế này, hiện nay những chuyên gia giỏi, những giảng viên giỏi thì họ vẫn tham gia làm công việc hàng ngày chuyên môn của họ tại các tập đoàn, các công ty. Làm thế nào để họ có thể nhận lời, họ tham gia đào tạo và giảng dạy part time cho mình, hoặc là họ đi theo chúng ta những hợp đồng kéo dài rất là nhiều thời gian. Vì vậy mà hiện nay chúng tôi đưa ra một cái nguyên tắc là cố gắng mời những chuyên gia tốt nhất, nhưng trong trường hợp mà những chuyên gia này mà không đủ thời gian thì chúng tôi luôn luôn phải chủ động được cái nguồn dự phòng, đó là chúng tôi luôn luôn lấy những sinh viên tốt nghiệp ra trường, những người nước ngoài về, những người có kiến thức rất là tốt nhưng mà chỉ hơi thiếu một chút về kinh nghiệm thực tế, thì chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo, chúng tôi gửi họ vào các cái dự án, chúng tôi gửi họ vào các cái doanh nghiệp, và cũng nhờ các dự án này và các doanh nghiệp này đào tạo đội ngũ kế cận cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng nhờ những chuyên gia mà có cái kinh nghiệm rất tốt nhưng mà chỉ thiếu thời gian thôi để đào tạo cho đội ngũ chúng tôi. Và chúng tôi hiện nay có một đội ngũ nhân sự độc quyền và chúng tôi hoàn toàn đủ sức có thể làm những chương trình tư vấn rất lớn, không thua kém gì những chuyên gia hàng đầu Việt Nam hiện nay. Anh vừa chia sẻ anh có một nguyên tắc là anh thường mời các chuyên gia giỏi về để đào tạo. Vậy thì cái câu chuyện mà để thu hút được các chuyên gia giỏi về đào tạo cho anh không phải là đơn giản đúng không ạ? Làm như thế nào để anh có thể mời được các chuyên gia? Thực ra nếu tôi chỉ là một CEO bình thường, tôi không hiểu về ngành đào tạo cũng như tôi không hiểu về ngành tư vấn, thì thật sự tôi rất khó thuyết phục với các cái vị tư vấn và các chuyên gia này. Bởi vì khi họ nhận lời với mình, tức là họ đã mang cái sinh mệnh về nghề nghiệp cũng như là cái uy tín của họ ra. Vì vậy nếu mà họ nhận được những chương trình đào tạo không đủ uy tín, hoặc là họ tìm đến những dự án tư vấn mà bị đứt gánh giữa đường, thì không chỉ là họ không nhận được tiền mà còn toàn bộ cái uy tín của họ bị giảm sút rất là nhiều. Tuy nhiên rất là may mắn thì tôi cũng là một chuyên gia tư vấn và tôi có một thời gian làm điều hành doanh nghiệp cũng như là làm chuyên môn rất là lâu dài. Vì vậy là tôi hoàn toàn có đủ tư cách để nói chuyện với các chuyên gia tư vấn của tôi giống như những người đồng nghiệp. Và chúng tôi thuyết phục rằng là chúng ta đang đem cái kiến thức và trí tuệ của mình để giúp rất nhiều doanh nghiệp khác thành công hơn. Vì vậy mà tôi đã thuyết phục được những chuyên gia tư vấn. Và khi bạn đã thuyết phục được một hai chuyên gia đầu tiên thì các chuyên gia khác cũng không khó khăn gì trong việc nhận lời bạn. Anh đang lựa chọn một lĩnh vực rất là đặc thù, đào tạo quản trị nhân sự cũng như là chiến lược phát triển. Và cái những người mà được anh đào tạo thường là những ông chủ doanh nghiệp, các CEO. Họ là những người có rất nhiều trải nghiệm, có tầm nhìn. Vậy thì làm như thế nào để anh có thể thuyết phục được họ là tin tưởng vào những cái chiến lược của mình ạ? Hiện nay ở Việt Nam thì có rất nhiều các CEO giỏi và ở Việt Nam có rất nhiều ông chủ tài năng xuất chúng. Tuy nhiên thì một trong các vấn đề lớn mà họ gặp phải hiện nay là họ không thể đào tạo được và không thể huấn luyện được đội ngũ của họ giỏi như họ, thậm chí là giỏi vượt lên họ. Vì vậy mà rất nhiều anh là bận suốt ngày, cũng như là chỉ cần rời khỏi doanh nghiệp của mình một phút thôi là doanh nghiệp mình gặp vấn đề bất ổn. Vì vậy Học viện Chiến lược Nhân sự Kinh doanh của chúng tôi đến với họ không phải là để giúp họ giỏi hơn về mặt chuyên môn, cũng không phải là giúp họ là trở nên kiếm được nhiều tiền hơn với vị trí CEO của mình, mà chúng tôi giúp họ làm sao để có thể đào tạo đội ngũ nhân sự để ngày càng giỏi hơn, ngày càng có thể là gắn kết với cả người lao động tốt hơn.
gắn kết nhau tốt hơn để làm cho những cái kết quả kinh doanh ngày càng là hiệu quả hơn. Vì vậy mà các CEO tìm thấy rằng cái giải pháp của chúng tôi là giải pháp tổng thể, và họ có thể hoàn toàn yên tâm sau khóa đào tạo của chúng tôi, qua 6 tư vấn của chúng tôi thì họ hoàn toàn có thể là ủy quyền cũng như là giao phó toàn bộ các nhiệm vụ này cho đội ngũ nhân sự của mình. Và trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi đi rất nhiều tập đoàn lớn và rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, và họ đều cảm thấy rất hài lòng về chất lượng tư vấn cũng như là cái phương pháp tiếp cận của Kingsman. Theo tôi thì giá trị cốt lõi nhất của Học viện Kingsman đó là có đội ngũ giảng sư hết sức là tận tâm và chuyên nghiệp. Họ đến từ tất cả những tập đoàn đa quốc gia trong nước và ngoài nước, và họ truyền tải, chia sẻ những câu chuyện thật, những trải nghiệm có thật và đặc biệt là kiến thức thật cho các đối tượng là doanh nghiệp, dân chủ Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Thì đấy, theo tôi đó chính là giá trị cốt lõi bền vững nhất của Học viện Kingsman. Chúng tôi đã hợp tác với Kingsman được một thời gian. Tôi đánh giá rất cao chất lượng đào tạo và phong cách chuyên nghiệp của Kingsman. Trong thời gian sắp tới đây, chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với Kingsman trong việc mang các chương trình đào tạo chất lượng đến với các doanh nghiệp Việt Nam và xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đầu tư và kinh doanh tại Úc. Trong 6 năm xây dựng doanh nghiệp cùng sự gia tăng đột biến về mặt nhân sự, chúng tôi gặp vấn đề khó khăn khi mà nhân sự không chủ động tham gia vào các hoạt động của công ty cũng như là tinh thần đoàn kết trong các cái hoạt động đội nhóm không cao. Chúng tôi tìm đến cái công cụ BSC và KPI của thầy Hoàng Trung Dũng tại Học viện Kingsman, và sau khi áp dụng mô hình này vào công ty thì chúng tôi đạt được những kết quả rất là tích cực. Tiếp tục buổi trò chuyện với CEO Hoàng Trung Dũng. Thưa anh, hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực của anh. Nó có tạo nên cái sự cạnh tranh cũng như là cái sự khác biệt mà bên anh cần phải có hay không ạ? Hiện nay thì các công ty liên quan đào tạo và tư vấn ở Hà Nội này nói riêng cũng như ở Việt Nam nói chung là rất đông. Hiện nay ngay tại thị trường Hà Nội chúng tôi thống kê được rằng là có hơn 200 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp. Chưa kể các cái đơn vị đào tạo trực thuộc các tổng công ty, các tập đoàn. Vì vậy chúng tôi gặp một sự cạnh tranh rất là lớn. Thế tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi luôn có hướng đi riêng của mình. Ví dụ như ngay cái việc chúng tôi lựa chọn cái lĩnh vực mà chúng tôi tham gia đào tạo và tư vấn cũng rất khác biệt. Chúng tôi là học viện đầu tiên và cũng là duy nhất ở Việt Nam chỉ chuyên tập trung hai lĩnh vực cốt lõi của một doanh nghiệp, đó chính là vấn đề liên quan đến chiến lược và vấn đề liên quan đến nhân sự hay là vấn đề con người. Và trên cơ sở hai cái lĩnh vực này chúng tôi làm tốt thì chúng tôi mới mở rộng sang các lĩnh vực khác. Hiện nay là cái khó khăn nhất đối với ngành giáo dục tư vấn của chúng tôi, đó là các doanh nghiệp của Việt Nam chưa quen việc là phải trả tiền để cho người khác nói cho mình là phải làm gì. Và tức là như vậy là có thể là lúc nào đó các doanh nghiệp gặp khó khăn thì tìm đến các doanh nghiệp về tư vấn, nói rằng ok các anh cứ đến đây nói chuyện với chúng tôi sẽ trả tiền cho các anh, chúng tôi sẽ nghe theo tất cả những gì các anh chia sẻ. Thế tuy nhiên trong thực tiễn thì có hai việc xảy ra, đó là khi chia sẻ xong thì có khi các doanh nghiệp Việt Nam lại nói rằng ồ cái này hình như là do chúng tôi tự nghĩ ra chứ không phải là do công tư vấn cho chúng tôi. Và thứ hai nữa có thể lại là gì ạ? Anh nói như vậy nghe thì hay đấy, nhưng chúng tôi không làm được đâu, chúng tôi không thích làm theo. Bởi vì là bên chúng tôi có cách làm khác. Tức là người ta vẫn chưa quen việc là một người khác bên thứ ba độc lập đến để yêu cầu họ làm cái gì và lại phải trả tiền cho việc đó. Vì vậy đấy không chỉ là cái khó khăn của riêng Kingsman mà còn là cái khó khăn của rất nhiều các công ty về tư vấn đào tạo khác ở Việt Nam. Theo anh vậy thì giải pháp đưa ra để giải quyết cái tình trạng này như thế nào? Cái giải pháp đưa ra đối với chúng tôi đó là chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là khách hàng là một phía và chúng tôi là một phía. Và chúng tôi luôn luôn coi rằng cả hai đó là một, tức là chúng ta cùng là một đội, chúng ta cùng là một team để làm sao để giúp cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì vậy mà hiện nay thì ngoài nhiệm vụ làm giảng viên, làm tư vấn viên thì tôi vẫn tham gia các cái doanh nghiệp với tư cách là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Và hiện nay tôi đang là thành viên hội đồng quản trị độc lập của 5-6 công ty khác nhau với rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và khi tham gia hội đồng quản trị của họ, được nhận những báo cáo kinh doanh của họ, được nhận những vấn đề khó khăn của họ mỗi ngày, thì chúng tôi mới có thể đưa ra những cái giải pháp, đưa ra những cái lời khuyên hữu ích cho doanh nghiệp được. Và chúng tôi cũng hưởng thành quả từ cái kết quả kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp trong cái quá trình chúng tôi làm tư vấn đó và đồng hành cùng họ như vậy. Nếu chúng tôi đưa ra những giải pháp tư vấn không thật sự là hữu ích, chúng tôi đưa cho họ những cái bài giảng không thật sự là thiết thực, thì chắc chắn rằng đến cuối năm, đến cuối tháng, đến cuối quý họ những kết quả kinh doanh không khả quan, và chính chúng tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ và cũng không thể nào để có thể là yêu cầu một cái doanh thu hay là một cái chi phí dành cho mình được. Và tôi nghĩ rằng mô hình này rất thành công, và các cái doanh nghiệp khi nhận được cái sự cam kết và đồng hành của chúng tôi như vậy thì họ luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng Kingsman. Từ cái thời gian ban đầu mình khởi nghiệp cho đến cái thời điểm bây giờ đang rất là phát triển như vậy, thì anh nghĩ rằng cái giai đoạn nào là giai đoạn mà anh gặp nhiều khó khăn và dễ dàng gục ngã nhất? Sau khi đã tiến hành một loạt các hoạt động về tư vấn và đào tạo, thế tuy nhiên thì chúng tôi gặp khó khăn về vấn đề là tài chính, đó là dòng tiền không về và cái dòng tiền không đủ nuôi sống cái doanh nghiệp của mình.
Vì vậy thì gọi như là tiền bạc không đùa với khách thơ, mặc dù các giảng viên, các tư vấn viên luôn luôn sẵn lòng đồng hành cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể mãi trong tình trạng là hứa hẹn rằng là ok khi nào chúng tôi có tiền chúng tôi sẽ gửi cho các vị được. Vì vậy mà có những giai đoạn mà chúng tôi nhận được những lời mời rất là hấp dẫn, bản thân các cái tư vấn viên cũng như các giảng viên của chúng tôi cũng bị các doanh nghiệp là lôi kéo và mời chào đến làm công việc rất ổn định và nhận mức lương rất cao. Và bản thân chính cá nhân tôi cũng được một số doanh nghiệp như vậy sẵn sàng trả lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng để có thể là rời bỏ công việc tại Kingsman để đến làm gọi như full time với các doanh nghiệp này. Và có những lúc nếu mà bạn yếu lòng thì sẵn sàng là bạn cũng có thể là rời bỏ cái startup của mình, rời bỏ doanh nghiệp của mình để đi làm thuê tiếp tục trong một cái mong muốn là có công ăn việc làm ổn định và đem lại thu nhập ổn định. Thế tuy nhiên thì sau rất nhiều tháng ngày trải qua rất nhiều các công ty khác nhau, và đặc biệt rằng là hiện nay thì chúng tôi đã có thể đứng vững được trên đôi chân của mình, bởi vì là bây giờ là các vấn đề về tài chính cũng nhân sự là không còn khó khăn nữa, thì tôi mới nhận ra rằng là trong quá trình khởi nghiệp dù bạn khó khăn đến mấy thì bạn vẫn tuyệt đối không bao giờ được từ bỏ cái mục đích ban đầu của mình. Và nếu như bạn cố gắng nỗ lực mỗi ngày thì trong thời đại khó khăn nhất thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều cái cơ may, cũng có nhiều cái người giúp đỡ sẽ tìm đến với bạn đúng lúc để bạn giải quyết vấn đề. Là một người tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp cũng như tiếp xúc với rất nhiều các chủ doanh nghiệp, vậy thì anh đang thấy hiện nay là các doanh nghiệp thiếu cái điều gì và họ thường tìm đến mình? Hiện nay là vấn đề về kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Thế tuy nhiên trong quá trình kinh doanh thì có thể nói rằng là ở các doanh nghiệp Việt Nam ấy, không giải quyết được vấn đề khó khăn trong kinh doanh cũng như trong sản xuất là bởi vì họ chưa có một cái con đường đúng đắn, chưa có một cái định hướng, chưa có một cái chiến lược đúng đắn. Trên cơ sở đó, nếu đã có chiến lược đúng đắn rồi mà lại không có cái người đồng hành cùng với mình, một đội ngũ nhân sự đủ tốt, thì tôi nghĩ rằng tất cả gánh nặng doanh nghiệp sẽ đè lên đôi vai của ông chủ hoặc là những người điều hành. Vì vậy mà cái khó khăn lớn nhất thì có thể nói rằng là ở Việt Nam nếu có 10 doanh nghiệp thì phải có đến là 6-7 doanh nghiệp, nếu không muốn nói là hơn, gặp vấn đề về chiến lược là một, hai là vấn đề liên quan đến con người. Đến thời điểm này anh nghĩ mình đã thành công hay chưa? Thực ra mặc dù đã có được một số cái kết quả ban đầu, tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng là thành công là một từ hơi sớm để nói về cá nhân tôi cũng như là về Kingsman. Chúng tôi chỉ có thể được coi là thành công nếu như khi nhắc đến các cơ sở đào tạo, các cơ sở về tư vấn, các chương trình đào tạo, các khóa học hay là các giảng viên, thì khách hàng và các đối tác phải nhắc đến tên Kingsman đầu tiên, cũng như nhắc đến tên của các cộng sự đang làm việc tại Kingsman của tôi đầu tiên. Thế tuy nhiên thì hiện nay thì mặc dù là đã có những cái thành công ban đầu, đã đạt được sự tin tưởng khách hàng và đối tác, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng rất nhiều hơn nữa. Bởi vì tôi vẫn nhắc lại là có hai cái từ mà người Việt Nam chúng ta rất dễ bị vướng phải. Một, đó là làm ăn qua loa đại khái, hời hợt. Và thứ ba nữa là làm việc đôi khi là hơi gọi như là thiếu sáng tạo. Vì vậy tôi nghĩ rằng phải sáng tạo hơn nữa, phải làm việc cần cù hơn nữa, phải làm việc tận tâm hơn nữa và đi đến tận cùng của mọi cái khó khăn vướng mắc của khách hàng để giải quyết vấn đề của họ, thì chúng tôi mới có thể đạt đến hai từ là thành công. Thời gian thì không bao giờ quay trở lại. Tuy nhiên nếu mà để cho anh lựa chọn thì anh có lựa chọn lĩnh vực mà mình đang hoạt động hay không? Và anh có bao giờ cảm thấy hối tiếc về những gì anh đã đang đi không? Tôi có một thói quen là đã lựa chọn thì không bao giờ hối tiếc, và đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm với chính cái sự lựa chọn của mình. Quan điểm của tôi đó là chúng ta sinh ra không phải là người chiến thắng, chúng ta sinh ra không phải là người thua cuộc, nhưng chúng ta sinh ra để làm người lựa chọn. Và khi đã lựa chọn chúng ta phải có trách nhiệm và có cái sự tôn trọng cái sự lựa chọn của mình. Và vì vậy nếu bây giờ cho tôi chọn lại, chắc chắn tôi vẫn chọn lĩnh vực giáo dục. Bởi vì bản thân cá nhân tôi cũng cảm thấy rằng đấy là lĩnh vực tôi yêu thích nhất. Tôi cống hiến được cho xã hội cũng như đóng góp được cho cộng đồng nhiều giá trị nhất khi tôi đứng trên bục giảng cũng như là khi tôi làm tư vấn cho các doanh nghiệp. Và tôi thấy rằng trong suốt thời gian vừa qua, bằng chứng đã chứng minh rằng tôi cũng đã đem đến một số giá trị nhất định cho các doanh nghiệp. Và họ cũng nhớ tới tôi vì một cái tên là diễn giả, nhà tư vấn, rồi là doanh nhân, rồi là giảng viên Hoàng Trung Dũng. Vì vậy không có lý do gì tôi không tiếp tục cái con đường đầy chông gai nhưng cũng rất nhiều vinh quang này. Thưa anh, ngày hôm nay tham dự chương trình diễn đàn CEO thì anh muốn chia sẻ cái thông điệp như thế nào đối với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ? Vâng, thì hôm nay là một cái dịp rất là đặc biệt, là tôi có cơ hội được gặp quý vị khán giả cũng như là Quốc Dũng tại đây. Thì tôi chỉ mong muốn rằng là doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp trên thế giới thì chưa bao giờ làm một cái nghề nó dễ dàng và đơn giản. Nhưng chúng ta đã lựa chọn cái vị trí này, chúng ta đã lựa chọn cái nghề này, thì chúng ta không chỉ là có trách nhiệm với chính bản thân mình mà còn có trách nhiệm với rất nhiều các đối tượng cũng như những người khác trong xã hội. Tôi nhớ mãi cái lần sang Nhật, khi thấy tôi đưa ra các visit là một CEO, thì một đồng nghiệp của tôi có nói rằng là ở Việt Nam cái danh từ CEO là tương đối là phổ biến và người ta sử dụng cái danh từ này hơi dễ dàng quá. Còn ở Nhật Bản thì họ nghĩ rằng là một CEO là phải làm được 4 cái nhiệm vụ. Một là làm giàu cho chính bản thân mình, hai là làm giàu cho đội ngũ cán bộ nhân viên, ba là làm giàu cho công ty, và bốn là phải đóng góp cho cộng đồng một cái giá trị nào đó, có thể là tiền bạc hoặc có thể là
yếu tố phi vật chất. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, các doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là các startup, chúng ta đôi khi cũng không chỉ là làm để mà kiếm tiền cho chính doanh nghiệp của mình và bản thân mình, mà còn phải đóng góp cho cộng đồng. Và ngay cái việc mà chúng ta tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, chúng ta đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên và đem những giá trị thông qua sản phẩm và dịch vụ chúng ta cho cộng đồng, cho xã hội, là chúng ta đã góp phần tạo nên một cái thế hệ doanh nhân mới, một thế hệ doanh nhân mà đủ sức để cạnh tranh của các doanh nghiệp quốc tế và đem lại một vị thế mới cho đất nước Việt Nam chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn anh với những cái thông điệp cũng như là những cái chia sẻ rất thú vị vừa rồi. Chúc anh và doanh nghiệp của mình đã thành công thì sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Vâng, cảm ơn Quốc Dũng rất là nhiều và cảm ơn quý khán thính giả. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.